Xin chào tất cả mọi người, nhân dịp đầu xuân năm mới, mình xin chúc cho tất cả các bạn và gia đình của các bạn có một cái Tết thật vui vẻ, hạnh phúc bên nhau và gặp nhiều may mắn, an khang, thịnh vượng. Ngày hôm nay thì mình làm một cái video clip tập hợp những cái bộ trang phục tân xuân của Liên Cơ Bài để có thể chào đón một năm mới, chào mừng một mùa xuân mới. Trong video clip này thì các bạn có thể nhìn thấy là sẽ có Violet pháo hoa neon, Zuka phát tài, Tết thì chúng ta cần phải phát tài rồi, Natalia nghệ nhân lân, Butterfly xuân nữ ngổ ngáo và Mina tiểu thư đặt hôn. Ở đầu bên kia thì các bạn có thể nhìn thấy Illumia thiên nữ áo dài. Tết nếu mà thời tiết nó ấm áp thì chúng ta có thể mặc áo dài để có thể đi chúc Tết. Đặc biệt là lưu bố lòng kỵ sĩ, bộ trang phục Lilena tiểu thư ăn đào là bộ trang phục cũng liên quan tới Tết, cũng liên quan tới đào và hoa đào. Và tiếp theo là Lindis nữ vương pháo hoa, Tết chắc chắn là có pháo hoa. Trang phục cuối cùng là Grug phát tài, phát tài phát lộc. Ngày hôm nay thì mình cầm luôn Zuka phát tài để có thể cầu mong một năm mới có được nhiều tài lộc, chứ năm cũ nghèo lắm rồi. Happy New Year, chúc xuân con một chúc xuân con chuột. Năm nay như năm con chuột các bạn ạ. Ok, và đấy là những cái lời chúc mà những thành viên trong video clip này muốn gửi tặng cho tất cả các bạn, cũng như lời chúc của bản thân của mình muốn dành tặng cho tất cả các bạn. Tổng hợp thường thường là cứ đến mùa xuân tới. Ui dồi, cái gì vậy trời? Người ta đang phiêu theo thơ thì chớ, đùa làm mất hết cả cảm xúc. Cứ đến mùa xuân tới là thường thường mình hay làm những cái video clip về những bộ trang phục này. Chứ còn tự nhiên mùa hè, mùa đông thì tự nhiên làm những bộ trang phục xuân như thế này thì không hợp một chút nào các bạn ạ. Đó. Và Zuka phát tài, hy vọng rằng một năm mới này bản thân mình cũng như các bạn sẽ thoát được cái nghèo khổ, khổ lắm cơ. Năm cũ nghèo đói lắm rồi. Hy vọng rằng năm mới này chúng ta sẽ có thể là có được nhiều tiền hơn, có được nhiều lộc hơn và làm ăn phát đạt. Rồi những bạn nào đi học thì có thể là học hành thật là tốt, đạt được kết quả cao. Những bộ trang phục này thì có bộ trang phục thay đổi hiệu kỹ năng và có những bộ trang phục không thay đổi hiệu kỹ năng, nhưng nó có một cái tên gọi đặc mùa xuân rồi. Vừa xong thì mình có cho mọi người xem qua. Bắt đầu là tiến hành đi ganh luôn lập tức. Trời ơi, nhưng mà mỗi tội là team bạn không ai lên cao. Phải lên cao thì mới phát tài phát lộc được. Đây rồi, phát tài phát lộc. Trời ơi, đây không phải là chén công đầu, nhưng dù sao thì mình cũng có được rất nhiều vàng sau khi tiêu diệt được Illumia tiên nữ áo dài. Đó, toàn pháo hoa thôi. Tiếp tục Grug phát tài nè. Đâu thần tài chứ anh em. Đập ông thần tài. Trời ơi, đập ông thần tài để nhặt tiền của thần tài. Cục vàng to tướng ở dưới chân kìa. Rất là cảm ơn 9 bạn còn lại đã cùng mình tạo ra một cái video clip để có thể dành tặng cho tất cả các bạn nhân dịp đầu xuân này nha. Nhưng mà hiện tại thì kiểu gì team bạn... Ôi dồi, mình có chiêu cuối rồi. Bây giờ ra KS tính két không biết được không? KS tần trưởng, lên bảng. Ui dồi, kiếm mạng hỗ trợ thôi, vừa xong suýt nữa thì KS được. Thôi, lách, suýt nữa thì chết. Hầu hết là những cái bộ trang phục của Liên Quân liên quan tới ngày Tết thì có những bộ trang phục có chữ Tân Xuân, còn những bộ trang phục khác thì không có chữ Tân Xuân nha. Hiện tại thì mình nhớ không nhầm là có 7 bộ trang phục liên quan tới Tân Xuân, có cả Violet nữ hoàng pháo hoa. Nhưng mà trong video clip này thì mình không muốn cho Violet vào, tại vì team bên mình đã có Violet rồi, không muốn cho trùng tướng là bên kia là Violet nữ hoàng pháo hoa, bên này là Violet pháo hoa neon. Đấy, thay vì đó là Illumia thiên nữ áo dài. Booster ơi, mình tới đây. Phối hợp cùng Butterfly và lòng kỵ sĩ này. Điểm qua về điểm nổi bật của những bộ trang phục, ví dụ như là Natalia nghệ nhân lân, thì mùa xuân hoặc là Tết thì chúng ta đều có múa lân. Ở từng nơi, tùy từng phong tục cũng có múa lân để chào mừng Tết vào đêm 30 chẳng hạn. Hoặc là Butterfly xuân nữ ngổ ngáo, và mùa xuân thì cũng có cả xuân nữ, một cô nàng vào mùa xuân thì rất là kiểu tinh nghịch. Đấy, ngổ ngáo tinh nghịch. Mina tiểu thư đoạt hồn, nhưng mình không hiểu tại sao lại tiểu thư đoạt hồn vào mùa xuân, vào cái dịp Tết. Mình không hiểu tại sao lại tự nhiên lại đặt là tiểu thư đoạt hồn. Mặc dù đây là bộ trang phục tân xuân,
Nào, em tới anh đây. Đợi cho Illumea thiên nữ áo dài đi chúc Tết cái coi. Chúc Tết này mạnh khỏe này, vui tươi này, chết nè. Ôi giời, phát tài phát lộc. Để cho Zuka ăn mạng là bạn ấy được phát tài phát lộc ngay. Trận đấu này phải dằm nhằm vào Grock ấy, Grock mèo thần tài các bạn ạ. Phải bắt được ông thần tài thì năm nay, năm 2020 thì chúng ta mới có thể là được nhiều tiền. Tại vì ông thần tài là ông ấy mang trong bản thân là rất nhiều tiền. Cá chắc kiểu gì bây giờ team bạn cũng chuẩn bị ăn rồng. Đó, vừa thấy Lindis ở Moment chỗ được rồng xong. Anh em đâu rồi? Thần tài đến đây. À đâu, mình xin lỗi, phát tài. Quên mất, thần tài là Grock. Cứ bị quên hai anh tài như thế này. Trời ơi, suýt nữa thì chết. Nhưng bây giờ mà về thì không thể phát tài được. Ăn được chỗ này thì đúng là phát tài thật sự. Thôi thử xem KS. Ui dồi ôi, mù mắt tôi quá. Thôi té té, chịu. Phát đấy là mình định nhảy vào Lilyana. Ai ngờ Lilyana nó hóa người phát thì là nó né được. Lữ bố từ khu vực đường tà thần chạy thẳng xuống khu vực này luôn. Tiếp tục, để mà muốn phát tài thì chúng ta cần phải chăm chỉ làm việc. Đó, chăm chỉ làm việc ở đây là cần cù bù siêng năng. Là tập trung, cần phải farm, chứ không phải ăn mạng. Bây giờ có đi đánh nhau ăn mạng được đâu. Đấy, ôi dồi ôi, gắt vậy. Em farm một tí thôi mà cũng không cho em farm. Lại phải cắm đầu vào rừng farm. Đấy, phải cần cù bù siêng năng, chăm chỉ. Chăm chỉ farm quái. Cứ nhường cho Natalia bồ xanh nhá, chứ bây giờ mình không cần bồ xanh nữa đâu. Lại lộ mất rồi. Team bạn có Illuman kích hoạt chiêu cuối là mình bị lộ vị trí ngay. Tính ra là team bạn toàn máu giấy thôi. Nào, này thì Illumia. Trời ơi, support còn ăn được mạng. Grock thần tài ơi, em tới đây, Grock ơi. Chạy, rồi, nó chạy về nhà rồi. Tính ra để bắt được ông thần tài, bắt về mang về nhà, trói cột. Mà khó quá các bạn ạ. Anh em đẩy lính nhanh lên, bắt ông thần tài. Lưng ông có rất là nhiều vàng. Ông ơi, cho cháu xin ít tiền nào. Thôi, cho mình, phát tài rồi các anh em ơi. Phát tài rồi. Ô, phí quá, suýt nữa thì mình được phát tài. Do là bị đồng đội kép mất. Mà phát đấy thì mình không thể kết nổi. Đấy các bạn thấy không, toàn pháo hoa với lồng đèn tung tóe thôi. Trong trận đấu này thì cũng có hai pháo hoa nha. Pháo hoa của Violet với cả pháo hoa của Lindis. Lindis cũng là nữ vương của pháo hoa. Khó quá, thì lát nữa tí nữa mình sẽ ganh cho Butterfly. Thấy Butterfly ôm 15 kỵ sĩ suốt nãy giờ rồi. Xuân nữ ngổ ngáo, nhưng mà xuân nữ ngổ ngáo không đi ganh đến nay thì làm sao mà ngổ ngáo được. Bây giờ phải đi ganh thì mới ngổ ngáo được. Nhưng mà bạn ấy ôm với nữ bố rồi. Nào em băng chu đây. Này thì Illumia. Đấy, phát tài đây chứ đâu. Thần tài là cờ mình. Thần tài đến đây này thì thần tài đánh sưng đít thần tài. Ôi kìa, thần tài vẫn chạy được. Chết rồi, có lẽ là hơi bị xui xui. Gặp thần tài mà thần tài cứ chạy thế này. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình tới luôn. Ra biết vơ vét được gì, chiêu cuối sắp có rồi. Núp nha, bắt vào xạ thủ team bạn với thần tài trước. Xạ thủ team bạn trước nè. Này thì xạ thủ, thần tài ơi. Thần tối. Trời ơi, chưa được chạm vào mông ông thần tài gì cả. Mình chỉ hy vọng rằng trong những năm tới Liên Quân sẽ ra mắt nhiều bộ trang phục liên quan tới Tết hơn. Lilyana chạy được đi đâu hả trời. Ôi ôi, trứng to thế tôi. Tôi chịu. Tính bắt nạt ai ngờ dính chọn combo. Ra nốt tầm 3 trang phục nữa thì sẽ đủ 2 team Tân Xuân. Như vậy cho cái dây ghép team các bạn ạ. Vừa xong là mình không ăn được, nhưng bây giờ là mình nuốt chửng bạn luôn. Nuốt chửng luôn, chạy đi đâu à. Ui, gõ thế này thì sống sao được. Huyền thoại rồi, chí mạng phát là có mạng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trời ơi, ông Grackton thần tài, suốt ngày núp trong trụ thế này làm sao mà để cho con cháu phát tài phát lộc được. Mình cũng hơi bị bức xúc một xíu trong năm nay ra mắt bộ trang phục Grackton tài mà không có chữ Tân Xuân. Nó cũng là bộ trang phục liên quan tới Tết mà không có chữ Tân Xuân các bạn ạ. Núp núp, chờ đợi thời cơ, cái tầm này là băng trụ đập luôn. Nhưng mà cần người vào tanh trước nha, chứ mình không vào tanh đâu, mình tanh là chết liền đấy. Ui, ui rồi Lilian ạ, trời ơi, gặp cớm. Đoàn máu giấy thôi, nhưng mà từ từ để mình đẩy xong cái chỗ lính này lên đã. Đẩy lính lên cao thì chúng ta mới ép được. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang live stream trên ứng dụng Nodolive vào những buổi tối để có thể kéo danh kim năm. Vậy nên các bạn nào có nhu cầu muốn giao lưu cùng mình, muốn chơi cùng mình thì có thể qua Nodolive follow ID 8915517 để có thể nhận được những thông báo trước khi mình live stream.